Duy ơi, sao mày không hỏi anh đang dùng điện thoại gì? Tại sao em lại hỏi anh đang dùng điện thoại gì làm gì? Bởi vì tao đang dùng S22 Ultra. Bây giờ ai dùng iPhone 13 nữa, quê lắm rồi. Đây là sếp tôi mỗi lần Samsung ra máy mới. Duy ơi. Cái gì anh? Đặt điện thoại của em lên có S22 Ultra 30 triệu của anh đi. Tại sao em lại phải đặt lên? Cứ đặt đi không biết. Anh đang bố thí ít pin cho mày. Nhưng mà em pin trâu lắm, em cần quái gì pin máy của anh. Tao cho thì cứ lấy đi, gì phí đâu, 1% cũng là pin mà. Duy ơi, sao mày không hỏi anh chọn S22 Ultra 30 triệu hay là iPhone 13 Pro Max? Gì nữa, hỏi làm cái gì, ai mà chả biết anh chọn cái gì. Thế thì anh chọn 13 Pro Max hay là S22 máy Ultra? Dĩ nhiên là S22 Ultra rồi, dăm ba con iPhone 13 ghẻ, thôi vứt đi tao không thèm nhá. Đây là sếp tôi mỗi khi Samsung ra máy mới. Đặt ngay S22 series tại chuỗi thống của Cellphone.